Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 74. Đức Chúa Trời ơi, vì sao Chúa bỏ chúng tôi luôn luôn? Nhưng sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Chúa? Xin hãy nhớ lại hội Chúa mà Chúa đã được khi xưa, và chuộc lại đặng làm phần cơ nghiệp của Chúa. Cũng hãy nhớ luôn núi Sion là nơi Chúa đã ở. Cầu xin Chúa đưa bước đến các nơi hư nát đời đời. Kẻ thù nghịch đã phá tan hết trong nơi thánh. Các cừu địch Chúa đã gầm hét giữa hội Chúa. Chúng nó dựng cờ chúng nó để làm dấu hiệu. Chúng nó giống như kẻ giơ rìu lên trong đám rừng rậm kia. Bây giờ chúng nó dùng rìu và búa đập bể hết thảy vật chạm trổ. Chúng nó đã lấy lửa đốt nơi thánh Chúa, làm cho chỗ danh Chúa ở ra phàm đến đất. Chúng nó nói trong lòng rằng, chúng ta hãy hủy phá chung cả hết thảy đi. Chúng nó đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ. Chúng tôi chẳng còn thấy các ngọn cờ chúng tôi, không còn đấng tiên tri nữa, và giữa chúng tôi cũng chẳng có ai biết đến chừng nào. Đức Chúa Trời ơi, kẻ cừu địch sẽ nói sỉ nhục cho đến chừng nào? Kẻ thù nghịch há sẽ phạm danh Chúa hoài sao? Sao Chúa rứt tay lại, tức là tay hữu Chúa, khá rút nó ra khỏi lòng và tiêu diệt chúng nó đi? Dầu vậy, Đức Chúa Trời là vua tôi từ xưa, vẫn làm sự cứu rỗi trên khắp trái đất. Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà rẽ biển ra, bẻ gãy đầu quái vật trong nước. Chúa chà nát đầu Leviathan, ban nó làm thực vật cho dân ở đồng vắng. Chúa khiến suối và khe phun nước và làm cho khô các sông lớn. Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng vậy. Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời. Chúa đã đặt các bờ cõi của đất và làm nên mùa hè và mùa đông. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ rằng kẻ thù nghịch đã sỉ nhục và một dân ngu dại đã phạm đến danh Ngài. Xin chớ phó cho thú dữ linh hồn bồ câu đất của Chúa, cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của Chúa. Xin Chúa đói đến sự giao ước, vì các nơi tối tăm của đất đều đầy dẫy sự hung bạo. Nguyện kẻ bị hà hiếp chớ trở về hổ thẹn. Nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ngợi khen danh Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy, binh vực duyên cớ Chúa. Hãy nhớ lại thế nào kẻ ngu dại hằng ngày sỉ nhục Chúa. Xin chớ quên tiếng kẻ cừu địch Chúa, sự ồn ào của kẻ dế nghịch cùng Chúa thấu lên không ngớt. Chương 7. Hỡi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp. Vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đang lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy. Bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn
mà sinh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã dắt tôi đến sự chết. Vì tội lỗi đã nhân dịp dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm chọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng, tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Chương 29. Này là các lời của sự giao ước mà Đức Giê-hô-va dặn biểu Môi-se lập cùng dân Israel trong xứ Mô-áp, ngoài sự giao ước Ngài đã lập cùng chúng tại Hô-rép. Vậy Môi-se gọi cả Israel mà nói rằng: các ngươi đã thấy mọi điều Đức Giê-hô-va làm trong xứ Ai-díp-tô trước mắt các ngươi cho Pha-ra-ôn, quần thần và cả xứ người, tức là những sự thử thách lớn lao, dấu kỳ, phép lạ mà mắt ngươi đã thấy. Nhưng cho đến ngày nay, Đức Giê-hô-va không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt để thấy hay là tai để nghe. Ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong đồng vắng, áo sống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi. Các ngươi không có ăn bánh, uống rượu hay là vật chi sai, để cho biết rằng ta, Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi. Khi các ngươi đến chốn này, Si-hôn vua Hết-bôn và Ốc vua Ba-san đi ra đón đặng giao chiến cùng chúng ta. Chúng ta có đánh bại họ, chiếm xứ họ và ban cho chi phái Ru-bên, Gác và nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp. Vậy các ngươi khá gìn giữ làm theo những lời của sự giao ước này, hầu cho các ngươi được may mắn trong mọi việc mình làm. Hết thảy các ngươi, nào trưởng tộc, các chi phái, nào các trưởng lão, nào các quan cai, nào mọi người nam của Israel, những con trẻ và vợ các ngươi, nào kẻ khách lạ ở trong trại quân ngươi, từ người chặt củi cho đến người xách nước, ngày nay hãy đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đặng vào trong sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vào trong lời thề mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lập cùng ngươi ngày nay, hầu cho ngày nay lập ngươi lên làm dân của Ngài và Ngài làm Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán cùng ngươi và thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Chẳng phải chỉ với các ngươi mà ta lập giao ước và lời thề này thôi, nhưng lập với người nào ngày nay đứng tại đây cùng chúng ta trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, luôn với những người nào không có cùng chúng ta trong ngày nay. Các ngươi biết sự kiều ngụ của chúng ta trong xứ Ai-díp-tô và chúng ta đi ngang qua các nước là làm sao. Đang khi đi ngang địa phận chúng nó, các ngươi đã thấy sự gớm ghiếc của chúng nó,
và những tà thần quái gở bằng cây, bằng đá, bằng bạc và bằng vàng ở nơi chúng nó. Trong các ngươi chớ có người nam, người nữ, họ hàng hay là chi phái nào ngày nay trở lòng bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, đặng đi hầu việc các thần của những dân tộc ấy. Trong các ngươi cũng chớ có rễ sinh ra vật độc và ngải cứu. Ai nghe các lời của sự thề này, chớ có tự khoe nơi lòng rằng ta sẽ được bình an dẫu khi ta đi theo sự cứng lòng ta, đến đổi vật được tưới với vật bị khô đều cùng hư nát. Đức Giê-hô-va không khứng tha tội cho người, nhưng bây giờ cơn giận và sự kỵ tà của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng người, và hết thảy sự rủa sả ghi trong sách này sẽ chất nặng trên mình người. Đức Giê-hô-va sẽ xóa tên người khỏi dưới trời và biệt người ra khỏi các chi phái Israel để bị tai họa, chiếu theo hết các lời trù ẻo của giao ước đã ghi trong sách luật pháp này. Đời sau, con cháu sinh ra sau các ngươi và người khách ở phương xa đến, khi thấy những tai vạ và chứng bệnh mà Đức Giê-hô-va đã hành hại xứ này, khi thấy toàn xứ chỉ diêm, muối và trái tiêu, không giống gieo, không sản vật chi hết, chẳng một thứ cỏ nào mọc, giống như sự hủy hoại của Sodom và Gomorrơ, Ác-ma và Sê-bô-im bị Đức Giê-hô-va phá diệt trong cơn thạnh nộ Ngài, thì chúng nó và các nước sẽ hỏi rằng: sao Đức Giê-hô-va đãi xứ này như thế? Căn cớ của sự thạnh nộ lớn lao này là làm sao? Người ta sẽ đáp rằng: ấy vì họ bội giao ước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ đã lập cùng họ khi dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy vì họ đi hầu việc và thờ lại các thần mà mình chưa hề biết và Ngài không phân phát cho. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi phừng lên cùng xứ này, đặng giáng trên nó các sự rủa sả ghi trong sách này. Và trong cơn thạnh nộ, hờn giận và nổi nóng, Đức Giê-hô-va đã rút dân này khỏi đất họ và ném vào một xứ khác, như điều đó hiện có ngày nay. Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Chương 30. Khi các điều này đã xảy đến cho ngươi, hoặc phước lành hoặc rủa sả mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy, trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay, thì bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đó. Dẫu những kẻ bị đày của ngươi ở tại cuối trời, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cũng sẽ từ đó nhóm hiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ mà tổ phụ ngươi đã nhận được, và ngươi sẽ nhận lấy nó. Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đổ các lời trù ẻo này trên kẻ thù nghịch ngươi, trên kẻ nào ghét và bắt bớ ngươi. Còn ngươi sẽ hối cải, nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va và làm theo các điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp này, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thịnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh vượng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi, như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi. Điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. Nó chẳng phải ở trên trời để ngươi nói rằng: ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe đặng chúng tôi làm theo?
nó cũng chẳng phải ở bên kia biển để ngươi nói rằng, ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về cho chúng tôi nghe đặng chúng tôi làm theo. Vì lời này rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng, các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng, ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiếu mến Ngài. Vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp. Chương 31. Mô-sê đến giảng cho cả Israel những bài sau này. Người nói: Ngày nay ta được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào nữa, và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng, ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó. Giô-suê sẽ đi trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va sẽ đãi chúng nó như Ngài đã đãi Si-hôn và Ốc vua dân Amorít, và xứ chúng nó mà Ngài đã hủy phá. Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi, và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lệnh ta đã truyền cho. Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Đoạn Mô-sê gọi Giô-suê nói cùng người tại trước mặt cả Israel mà rằng: Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ và chớ kinh khủng. Mô-sê chép luật này giao cho những thầy tế lễ là con cháu Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, lại giao luôn cho hết thảy trưởng lão Israel và truyền lệnh này mà rằng: Cuối 7 năm nhằm năm giải thích, tại ngày lễ lều tạm, khi cả Israel đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trong chỗ Ngài sẽ chọn, thì ngươi phải đọc luật này trước cả Israel cho chúng nghe. Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy sẽ nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trọn lúc các ngươi sống trên đất mà các ngươi sẽ nhận được, sau khi đã đi ngang qua sông Giô-đanh. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Kìa, ngày chết của ngươi hầu gần, hãy gọi Giô-suê, rồi hai ngươi hãy ra mắt tại hội mạc để ta truyền lệnh ta cho người. Vậy Mô-sê và Giô-suê đi đến chầu tại hội mạc. Đức Giê-hô-va hiện ra nơi trại trong một trụ mây, và trụ mây dừng lại tại cửa trại. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Kìa, ngươi sẽ an giấc với các tổ phụ ngươi. Dân sự này sẽ dấy lên và thông dâm cùng các thần khác trong xứ mà họ sẽ vào, bỏ ta và bộ giao ước ta đã lập cùng họ. Trong ngày ấy, cơn thạnh nộ ta sẽ phừng lên cùng họ. Ta sẽ bỏ họ, giấu mặt ta đi, khiến cho họ bị tiêu nuốt. Nhiều sự tai vạ và buồn thảm sẽ xông hãm vào họ. Trong ngày đó họ sẽ nói rằng: Há có phải vì Đức Chúa Trời không ngự giữa tôi nên những tai vạ này xông hãm vào tôi chăng? Còn ta trong ngày đó sẽ giấu mất mặt ta đi, vì cớ các tội ác của dân đã làm, trở theo các thần khác.
Vậy bây giờ, hãy chép bài ca này và dạy cho dân Israel. Hãy để trong miệng họ, để bài ca này dùng làm chứng cho ta nghịch cùng dân Israel. Vì ta sẽ đưa dân này vào xứ ta đã thề hứa cùng tổ phụ chúng nó, tức là xứ đượm sữa và mật. Chúng nó sẽ ăn no nê và mập béo, đoạn trở đi hầu việc các thần khác, khinh dễ ta và bội giao ước của ta. Khi tai vạ nhiều và sự gian truân đã xông hãm dân này, thì bây giờ bài ca này sẽ rền lên làm chứng nghịch cùng nó, vì miệng của dòng dõi nó sẽ không quên. Vả ta biết những ý tưởng của nó đã kết nên ngày nay, trước khi đưa nó vào xứ mà ta đã thề ban cho. Trong ngày đó, Môi-se chép bài ca này và dạy cho dân Israel. Đức Giê-hô-va ra lệnh cho Giô-suê, con trai Nun, mà rằng: Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ đưa dân Israel vào trong xứ mà ta đã thề ban cho chúng nó. Còn ta sẽ ở cùng ngươi. Khi Môi-se chép những lời luật pháp này trong một cuốn sách xong rồi, thì ra lệnh cho người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va mà rằng: Hãy lấy cuốn sách luật pháp này để bên hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nó sẽ ở đó làm chứng nghịch cùng ngươi, vì ta biết tánh bội nghịch và cứng cổ của ngươi. Này ngày nay, lúc ta còn sống với các ngươi đã phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va, huống chi sau khi ta qua đời. Hãy nhóm hiệp những trưởng lão của các chi phái và quan cai các ngươi lại gần ta. Ta sẽ cho họ nghe những lời này nơi lỗ tai, và ta bắt trời cùng đất làm chứng nghịch cùng họ. Vì ta biết rằng, sau khi ta qua đời, các ngươi hẳn sẽ bại hoại, trở bỏ đường ta đã truyền dạy cho các ngươi. Trong ngày sau rốt, tai họa sẽ xông hãm các ngươi, bởi các ngươi làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy những công việc của tay mình mà chọc Ngài nổi giận. Môi-se đọc hết những lời của bài ca này cho cả hội Israel nghe. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.